cái lúc mình mua thôi. Thì thông thường ở đây thì họ để trong tủ lạnh, có nhiều loại, có loại 50-70 ngàn, khoảng 50 đô ký vậy đó, trong vài vài sáu sáu bảy củ, nó có nhiều loại lắm. Ta nói mình thích cái loại lớn thì nó hơi đắt tí thì mình chọn, cái giá thì